Xin kính chào quý khán thính giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3. Ngày hôm nay thì Quốc Huy đang có mặt ở tại thành phố Rosemead, ở một ngôi chùa ở cái vùng Rosemead này. Có một cái sự kiện rất là đặc biệt, đó là một cái triển lãm, một cái bộ sưu tập gồm có 10.000 cái xá lợi của Đức Phật. Và ở kế bên Quốc Huy đây là một trong những Phật tử và Phật tử Thiện Giác ở đây, là một trong những cái người host của chương trình Chánh Pháp Như Lai mà quý vị đã từng xem đài. Xin chào chú Thiện Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý khán thính giả của đài VNA TV và chào Huy Mô Phật. Kính thưa chú Thiện Giác, thì trong cái sự kiện mà chúng ta có triển lãm gồm có 10.000 cái xá lợi của Đức Phật, thì xin chú cho quý khán thính giả khi chúng ta triển lãm cái bộ sưu tập này, thưa chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý khán thính giả và thưa Huy, xá lợi Phật là không phải là tự nhiên mà có, do những vị mà tu chứng mà có được. Khi mà có tu chứng thì các vị phải tu theo là tứ diệu đế và bát chánh đạo, coi như là thập nhị nhân duyên, là tùy những vị mà theo căn cơ thế nào thì tu theo cái đó. Thì xá lợi Phật của Đức Phật Thích Ca là sau khi cái lễ trà tỳ đó, thì khi mà thiêu, thường là chúng ta đã là tu là không tới nơi thì thấy là thiêu thành một trò hết, nhưng mà đây đã là kết tập lại những cái viên rất nhỏ và thì theo những cái hình dạng đó là dạng khác nhau. Nếu mà xá lợi của Phật đó là tu càng chứng là thì ngài là thường là hay phát cái bồ đề tâm, nói phát bồ đề tâm đó là vô lượng công đức lành, vô lượng phước đức và dạ. Vừa rồi thì cũng nghe chú giới thiệu về xá lợi, thật sự là đã có là một cái, phải nói là một kỳ quan, và chúng ta đến ngày hôm nay thì thật sự là khoa học chưa có chứng minh được, và đó là một trong những cái điều mà rất là kỳ diệu và cũng gây cho Quốc Huy cảm thấy là rất là tò mò, muốn đi vào trong để mà chúng ta xem và chiêm ngưỡng thôi những cái xá lợi của các ngài, các đức Phật, các chư vị Bồ Tát, các bậc A La Hán họ đã để lại để cho chúng ta chiêm ngưỡng và giống như hành tu. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng với lại Phật tử Thiện Giác bước vào bên trong, phía trong, để chúng ta cùng nhau xem thử coi cái bộ sưu tập xá lợi kỳ này ra sao. Dạ, xin kính mời quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Huy, đã mời Huy vô trong cái chánh điện của Lưu Sơn Tự rồi. Đây là Huy đã thấy những cái tổ kiến này đều là trưng bày của xá lợi, như là quý Phật tử đều thấy. Thưa, trên dưới ở đây. Bây giờ lúc mà anh quay tôi biểu diễn cho anh thấy xá lợi nước vô nó như còn sơ, nó lại sống luôn. Dạ vâng vâng. Tóc chết không có gì hết, khi nào mà ông đổ mấy nước xíu nước là sợ tóc hoạt động. Dạ vâng, bây giờ là cứ để tiếp tục để chú cứ tiếp tục với. Dạ, dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là xá lợi tóc của Đức Phật Thích Ca Mâu Phật. Xá lợi tóc của Đức Phật Thích Ca. Còn có đúng. Dạ, vâng. Đây là đã trà tỳ rồi. Đã thiêu rồi. Dạ vâng, thưa quý Phật tử, đây là xá lợi tóc của Đức Phật Thích Ca sau khi trà tỳ, thì nó có cái hình dạng thế này. Dạ vâng. Màu đen như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Hai loại, chừng anh đụng nó ngã đổ. Dạ, nha. Này lớn hơn nè. Nè, thấy dạ. Màu đen mà giờ nó xanh, màu xanh nè. Con có nhìn thấy là có là màu khác nữa, thưa quý thầy. Có màu khác nữa. Dạ vâng, có màu xanh dương nữa ở đây. A Di Đà Phật. Dạ. Đây là xá lợi tóc của Đức Phật Thích Ca, rất là quý hiếm. Cái này chưa có thiêu. Ừ. Lúc khởi phải tiền là chưa có thiêu. Dạ, khi cái xá lợi tóc này đó, thì khi cầm đó, thì tự nhiên là thấy có vẻ là di chuyển như là còn sống không, thưa anh, thưa cầm thầy. Anh hỏi sẽ quay nhưng mà rất là lâu, phải một phút mới dạ, quay. Dạ được. Vâng, một Phật đây ạ. Không có thể cầm cho quay cho qua trước không? Anh muốn dạ. Quay coi cầm chưa có bỏ nước vô. Dạ. Hôm nay không cầm quay, hoặc anh cầm quay đó. Anh dạ, hỏi một Phật, cái chuyện riêng của anh đi. Phật, nó mua gì Phật. Anh hỏi riêng của anh cái chuyện gì á. Dạ. Yes or no, ha? Quay là yes mà no, dạ, đó, no. Đó là trong lúc là quay đây. Anh cầu Đức Phật, anh hỏi. Dạ mô Phật. Thôi mình chúng con chút khoảng chừng 15-20 giây, 1 phút mới được. Dạ mô Phật, con có nguyện xin là chiêm bái được xá lợi như là chiêm bái được lực thân kim của quý ngài, là nguyện cho tất cả các chúng sanh là sám hối ba nghiệp sáu căn từ thân khẩu ý. Chúng con nguyện đời đời cái kiếp quy Phật, quy pháp, quy tăng, và cũng xin nguyện là vãng sinh cực lạc quốc sau khi tân hoại mạng chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh nguyện cái chuyện gì mà anh hỏi giáp đâu nô á. Dạ. Hỏi giáp thì quay mà nô đứng yên. Dạ, hãy nguyện là trên đầu vãng sinh cả lập quốc A Di Đà Phật sau khi thân hóa mắt chung. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, ở trên đầu đây thì con thấy là có vẻ là tách ra làm ba nhánh đây. Làm ba nhánh ở đầu. Dạ, đây là xá lợi tóc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con được để lại nha, con xin để lại. Dạ. Dạ, mô Phật. Rồi.
À, xin bây giờ xin thầy cho một giọt nước vào đây. Chấm vào tay ông, chấm vào tay một giọt thôi. Đang nhảy nè. Vâng. Ô Phật, quý vị khán giả đang thấy thì xá lợi tóc của Đức Phật Thích Ca còn để lại là một sợi đây, thì có rung chuyển và đổi hướng và xoay chiều đủ dạng, và lúc thẳng lúc cong. Dạ, đây là đá la đưa lên đây. Dạ, một Phật. Có người khi quay họ nguyện là quay về phía họ đó, là quay về họ, cái chuyện nguyện riêng của họ đó. Dạ vâng, rất, dạ vâng, một Phật, một Phật. Dạ. Rồi bây giờ là mời Huy đi tới để mà chiêm bái xá lợi kế tiếp nha thưa Huy. Ở Huy Phật tử. Dạ, một Phật. Đây, dạ. Đây là xá lợi não đủ màu sắc. Dạ vâng, bây giờ kính thưa quý vị khán giả, đây chúng ta đã bước qua xá lợi não của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và có đủ hình dáng như là viên ngọc vậy, cho nên có người gọi là ngọc xá lợi là vậy. Và đây có đủ màu sắc. Và hình dáng khác nhau, và xá lợi đây có thể là đổi màu nữa và hiện ra những cái xá lợi khác, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu cam và màu trắng. Dạ, theo một cái ông đại tá người Anh á, dạ, là cái người sáng lập ra cái cầu Phật giáo đó, là dạ, ngày quan sát cái này mà ngày lập cái cầu Phật giáo đó. Dạ vâng, đó là đại tá. Mà đại ông đó là bà ngoại của ông sư bà bên Việt Nam, bây giờ bà ấy tắt A La Hán rồi. Dạ, dạ. Thầy Diệu Trì này có gặp. Dạ dạ. Thì bà ấy cho tôi, bà làm cho tôi nè. Dạ, một Phật, một Phật. Với cái này là cho thầy. Dạ, dạ. Cái này đó là làm cho tôi đủ loại hết. Dạ. Thì theo truyền thuyết bên, theo tin bên Nam Tông á. Dạ vâng. Mỗi chúng sanh mình mà khi mình cầm, mình quan sát như vậy đó. Dạ vâng. Phước sanh mà tội diệt. Anh càng nhìn phước càng sanh, tội càng diệt. Cho nên mình có cái này mình cứ chiêm bái hoặc lễ lại, mình làm mình càng chiêm bái thì phước càng sanh, tội càng diệt. Dạ, một Phật. Thành ra xá lợi xương, xá lợi não, xá lợi mè, đủ thứ để cái này. Thành ra anh để lên thờ hoặc là anh chiêm bái hàng ngày rất là có lợi. Dạ dạ. Ở đây là các xá lợi khác nhau mà trong những cái tháp mà mình design theo cái hình xếp vậy. Dạ vâng, đây là các loại khác nhau đủ màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thú vị khán giả, kế bên tiếng giác là thầy Hiền Trì, cũng là trú xứ tại Lư Sơn Tự, và đứng trước đây là xá lợi của Đức Phật Thích Ca như là đứng trước của Tân Kim của ngài. Xin thầy Hiền Trì cho chúng con được biết là từng xá lợi đây là xá lợi nào của trong bộ Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni A Di Đà Phật. Ít nhất là tôi giới thiệu hai cái tháp này là xá lợi, kêu bằng xá lợi Trân Châu. Dạ, một Phật. Trân Châu thì tôi biết rất chắc là nó nằm ở giữa hai cái đốt xương sống của cái loài người mình. Dạ, một Phật. Phật cũng là loài người thì tôi nghĩ trong cái xương sống của Phật thôi. Tại sao tôi biết là năm 2007 thầy tôi tịch ở Việt Nam, tôi về tôi lựa xá lợi đó. Dạ. Thì một ngôi giống y như vậy. Dạ, vâng. Nó nhỏ bằng 1/4 như này thôi, nó nằm ở giữa hai cái đốt xương sống của thầy tôi. Dạ. Mà chỉ có một ngôi thôi. Dạ, một tại vì thầy là một vị phàm tăng, Phật là Phật, cho nên Phật nhiều hơn và lớn hơn. Dạ. Cho nên tôi biết chắc là nằm ở theo xương sống. Vâng. Còn ở đây là xá lợi, đây là xá lợi tủy. Tủy là tôi gọi bone marrow, thì nó có nhiều loại màu khác nhau. Dạ. Mà tủy nó cũng gần gần như cái này. Dạ, vâng. Kế bên là thưa. Cái bên là xá lợi toàn thân. À, toàn thân. Yeah. Rồi, toàn thân mà loại lớn, toàn thân loại nhỏ. Dạ, vâng. Cái này là xá lợi, đang kêu là xá lợi nước, tức là những chất lỏng. Vâng, vâng. Đây là xá lợi mè, xưa mà nó như hạt mè, nó gọi xá lợi mè. Vâng. Và trong cái giới hộ niệm ở Việt Nam á, người ta tin rằng những người bệnh mà đã kinh nghiệm rồi. Dạ. Những người bệnh mà nằm tháng năm qua tháng nọ không chết á, mình lại mình để cái tháp lên đầu nằm họ, mình hộ niệm. Thì khi cái dòng nó ra, nó thấy ánh sáng của cái hào quang này, nó thấy mình thấy theo ánh sáng, họ thấy là theo ánh sáng rồi đi, mà họ chết rất nhanh. Dạ, vâng. Rất là lành. Dạ. Mà thường thường những người hô niệm á, thì có cái này nó sanh rất nhanh. Dạ. Những em tôi đó nó có 3 ngôi thôi, bây giờ nó có 30-40 ngôi, nó cho bạn nó cũng sanh ra. Mà tôi mấy năm nay 3 ngôi hoài, tại vì tôi chưa có từng hô niệm ai hết. Nên cái này, bộ sưu tập này, cái này là quý nhất, tại vì rất là cái đỉnh rất là khó rất hiếm. Vâng. Hiếm mà nó lại ít nữa. Cái đỉnh mà cao nhất. Dạ, dạ, dạ. Cái là top crown đó.
là đây là cái thấy nó ít vậy nhưng mà quý nhất của bộ sưu tập ở đây là vậy, không nó hiếm có. Và không phải ai cũng có cái này cho nên mình may mắn mình có cái này người ta cho. Tất cả này đều người ta cúng dường người ta cho hết á. Cái đó duyên lành của Lưu Sơn Tự có được. Và thưa ngài chỉ cho con dùng con lực sao bởi lại cái bên đó là những sao lại nào ạ? Cái này là cái răng mà sau khi tôi cúng dường toàn bộ của tôi cho thầy rồi đó. Thì trống cái nhà tôi trống còn gì hết. Tôi mới điện thoại về Việt Nam tôi, tại vì nguyên do tôi cúng cho cái chùa này, nếu mà quý vị có tin thì nói, không tin thì thôi, thật sự là tôi không phải dễ mà tôi cúng một bộ mà hơn 10 ngàn như thế lại. Đó là mùa đông năm 12 hay nào tôi quên rồi. Thì ở Thiền Thất ở đây có khoảng tới 10 người. Thì chiều khoảng 4 giờ chiều, cái giờ nghỉ thì tôi đứng sau cửa này nè. 4 giờ chiều thôi, lạnh rất là lạnh. Tôi nghe trên hư không ở đây nè, gần cái nút nhà nè. Cái tiếng này Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà xung quanh là như hàng ngàn người đang cầu nguyện cái gì tôi nghe không rõ. Tôi tưởng đâu, tôi ngạc nhiên, tôi lóng tay tôi nghe gì tò mò, tôi càng nghe thì càng nghe rõ. Mà như có một cái người Duy Na tụng cái gì đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rất là rõ mà nhỏ lắm. Cái tiếng rất rõ nhưng mà cái giọng rất là nhỏ. Thì tôi quay ra sao tôi thấy thầy đứng cách từ 4-5 mét, tôi nói thầy con nghe vậy phải không? Dạ thưa thầy, cho con được biết câu là sao lại hồi lúc mà hồi thầy mang tới đó thì nó đâu có thể lớn như thế này được. Nhưng mà bây giờ thì nó lại cao dài ra, nghe nói cũng khoảng tức là nó sanh ra, thầy không có đo thì sanh ra. Vâng. Có lớn ra, dài ra. Vâng. Dạ. Rồi sau đó là có sinh những cái sanh lợi nhỏ nhỏ bên trong nước phòng cơ. Không, cái này không có sanh con. Dạ. Nguyên do là cái này là cái tháp này là do khi cầu làm lễ cầu nguyện nó sinh ra cái viên con ở đây nè. Vâng. Đây là một viên con đem về đây 3 năm nay, cái viên nó sanh viên con. Mà nó có kỳ lạ là khi về đó, cái này cái lóng tay là mấy năm sau mới có lóng tay. Và bây giờ cái lóng tay với cái này cùng một mùi. Còn cái răng là mùi, cái răng là mùi khác. Trong cái lóng tay là chính giữa. Nó những cái bí sinh ra rất nhiều. Kính thưa quý khán giả của Việt Nam America TV băng tần 57.3, đến với cái buổi triển lãm bộ sưu tập xá lợi Phật phải nói là rất là lớn ở tại Linh Sơn Tự ở trên vùng Rusmik, thì Quốc Quy có trò chuyện với lại viện chủ của Linh Sơn Tự, đó là thầy Tỳ Kheo Thích Vĩnh Hóa. Và thưa, coi qua cái xá lợi mà phải nói là đẹp nhất, mà quý thấy đẹp nhất trong cái buổi triển lãm ngày hôm nay đó là cái xá lợi răng của Đức Phật. Và khi sinh ra những cái hộp ngọc mà xung quanh màu xanh, màu đỏ, màu vàng rất là đẹp. Và thầy cho biết là tại sao mà khi mà cái xá lợi răng của Đức Phật ngài để lại, rồi đến bây giờ tại sao có sinh ra những cái hạt nhỏ như vậy xung quanh nhà thưa thầy? Tại sao những cái xá lợi càng ngày nó càng sinh ra nhiều? Tại vì theo thầy biết đó, tại vì cái này cũng qua cái sự giúp đỡ của ngài Tiên Hóa, ân sư của thầy đó, vì người Hoa đó, tổ sư Tiên Hóa đó, thì ngài nói rằng đó, thầy mới hiểu là những cái xá lợi mà nhất khẩu chùa này đó, sinh ra những xá lợi của răng rất nhiều, đó là sự kết tinh của những người mà tu hành cái pháp môn đại thừa, mà theo cái dòng ngài Tiên Hóa đó, họ tu họ có những cái thành tựu. Thành nó có cái sự thành tựu lớn nhỏ nó khác nhau, thành xá lợi lớn nhỏ nó khác nhau, và cái thành tựu của mỗi cá nhân nó khác nhau, là cái màu nó khác nhau. Cảm ơn thầy viện chủ hôm nay cho quý được biết thêm, giống như quý khán thính giả được biết thêm là cái sự nhiệm màu của xá lợi Phật, mà phải nói là một trong những cái báu vật ở trong cái truyền thống Phật giáo của người Phật giáo. Dạ, xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn anh đã tới phỏng vấn chùa, chúng tôi rất hoan hỷ và rất cảm tạ, và hy vọng quý khán thính giả sẽ đến cái dịp này tới để mà chiêm bái xá lợi Phật và tăng cái phước đức của mình. Xin cảm ơn thầy.